gì kìa, choi son gì kìa, choi son summer tôi căng rồi, quá căng dành cho chim. Không biết là các cái thủ của phía team Trung Quốc anh có biết đánh phù thủy không, biết đánh phù thủy chim thua chặt. Choi son summer lại một kèo quá khoai, cực khoai dành cho chim sẻ nắng luôn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem để chim sẻ nắng sẽ làm cái gì để có thể khắc chế lại Summerian. Vâng, Choi Son đánh cung A một áo để chống lại cung R Summer cũng khó. Đánh chống lại cung R Summer thì thật ra để chỉ để nông dân đập cũng chết chứ không phải đến những con cung R của Summerian. Cung R Summer thêm được hai thằng dân nó quẩy đằng trước, mọi thứ là hoàn hảo. Nhưng bây giờ thì chim sẻ nắng chúng ta hãy cùng chờ đợi để xem chim có thể làm được cái gì để khiến cho game thủ tiểu tử hiệp phải nể phục ở trong cái kèo random khi thi đấu với các game thủ Việt Nam. Nhắc đến các game thủ Việt Nam, Trung Quốc sẽ phải sợ nhất kèo random, khi mà kể cả đến kèo Choi Son Summer cũng phải để thua. Một đất nước hẳn 1 tỷ dân, còn Việt Nam là 80 triệu. Diện tích cũng như là số lượng dân của Việt Nam chỉ bằng đúng một tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Đấy là điều mà ai cũng biết. Và đế chế Việt Nam sánh vai được với Trung Quốc là một điều mà thực sự là rất rất nhiều nước cũng đang muốn làm nhưng không thể được. Bởi vì không phải ai, không phải đất nước nào cũng sản sinh được những con người như chim sẻ đi nắng, như Tiểu Bạch Long. Bây giờ thì chim sẻ đi nắng mình bắt đầu dò xung quanh nhà của mình để thấy thêm được những đồ ăn tiếp theo, xem có những cái gì nữa không. Vẫn chưa thấy cái gì nữa cả. Khá khó dành cho chim sẻ trong trận thi đấu này. Cầm Choi Son thi đấu với Summerian, nhà lại đói. Bây giờ một bãi quả dành cho chim. Thiết chưa đủ gỗ thiết kế một chiếc BS đầu tiên. Đôi voi nữa. Như vậy đồ dành cho chim đã đủ, những đôi voi câu về cái gì đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Con này là con voi gầy thì có thể chui qua được cái hốc, chui qua được cái khe. Còn nếu mà nó còn là con voi béo thì có lẽ chim sẻ nắng sẽ lại bị kẹt con voi này ở giữa cái khe rừng của bãi đá thôi. Rồi cẩn thận chết dân. Con này con voi đổ đèo. Chim cẩn thận. Đây rồi, con voi đã đổ đèo thành công và chim không mất máu. Vẩy e vào trước mặt nó cho nó dừng lại hẳn. Không, được rồi, rất may. Con voi này nó dừng ngay trên dốc, không phải về tận đến bến. Đây một bài mà chim sẻ nắng anh sẽ đắp ruộng ở bên trong, đắp ruộng như trận Summerian vừa rồi. Và sau đấy sóc đến 3 nhân L. Nếu game thủ tiểu tiểu hiệp không công dữ dội ngay trong những turn đầu tiên. Vâng, bây giờ thì chim sẻ nắng anh cần phải câu con voi tiếp theo về nhà chính nhà của mình. Sao vẫn đóng những chiếc BE liều tiều đến như vậy? Cần phải đóng BE để bo bế luôn, tạo một cái thế luôn cho mình. Nhưng không, chim vẫn đang đóng một những chiếc BE, thực sự là cũng hơi khó hiểu thật. Vâng, lùa con hiệu có về với nhà chính nhà mình không hay câu con voi trước đã. Một bài mà chim không có vàng thụt, hơi đen thì nó chim. Có một bãi vàng ở đây thôi. Bây giờ thì con voi chim sẻ đến nắng vẫn đang cố để câu nó về, ép đời cho sớm 24 dân. Chim không đánh nhiều dân trận thi đấu này, dường như anh đang muốn có một bài điên hoàng chém phú trước Summerian. Chém được nông dân Summerian cũng không phải dễ. Chim sẻ biết điều đấy, nhưng mà dường như anh vẫn đang định chọn lối chém phú trước game thủ tiểu tử hiệp để có thể hạ gục tiểu tử hiệp một cách nhanh chóng nhất. Bài có khung, đánh về lâu về dài cũng được thôi. Chủ yếu là vàng không có bãi nào thụt ở bên trong. Có một bãi vàng thụt thì chim sẻ nắng sẽ có một bài cực khỏe và có thể cân được với lại Summerian. Nếu đến tầm phút 20 Summerian vẫn chưa thể đẩy bung được nhà chim sẻ nắng, đóng một cái BB ở giữa bãi đá và cánh rừng già. Không, giỏi ơi, sao đóng rộng thế chim. Vâng, chim đóng sát vào bãi đá và cánh rừng già thôi là quá đủ rồi. Móc máy cũng sẽ rất khó móc máy chim, nhưng bây giờ thì chim vẫn đang muốn có một cái BB rộng hẳn ra như vậy. Dường như là đóng một cái BM bên cạnh nữa. Giữa bãi vàng và cánh rừng này thì chim sẽ thiết kế một cái BE, và mặt đằng kia sẽ là BL. Đấy là BM. Mặt bãi quả sẽ là BL chăng?
Bãi quả đang bú sẽ là BL. Thôi thế thì cũng được. Chị vẫn đang cố để có thể lùa những con hiêu về với nhà chính nhà của mình. Những thao tác lùa hiêu rất chuẩn mực. Những con hiêu chết, những con hiêu ở cực xa nhưng sẽ phải cũng chết sát sạt nhà chính. Đúng là chỉ có chim mới có những thao tác tỉ mỉ đến như vậy. Tìm được người thứ hai như chim ở trên đất Việt Nam rất khó. Ngay cả trên đất Trung Quốc, đất nước nó 1 tỷ dân, thậm chí cũng rất khó luôn. Cực khó để tìm một người tỉ mỉ như chim. Ngày xưa thì có Sen Long, nhưng bây giờ khi mà Sen Long giải nghệ thì có lẽ là chả còn ai nữa rồi. Tôi vẫn chờ đợi một chèo, một kèo solo giữa chim sẻ nắng và tiểu thị ngư thôi. Solo ngày hôm nay thì chim sẻ nắng nó quá nhàn. Solo với tiểu thị ngư, tiểu thị ngư đúng là một con hàng cứng, kể cả về random cũng như là kể cả về AC hoặc là sen dắt vào cây gỗ, và còn nông dân đã phải trả giá một cái giá quá đắt cho chim sẻ nắng với một cái bài anh đánh chỉ có 24 dân, nhưng bây giờ thì đã phải chết một dân bởi con voi. Ông vẫn phải đang xếp hình cho bãi quả có thể ăn được cách đẹp đẽ và gọn ghẽ nhất, vẫn quyết tâm câu con voi là về với nhà chính nhà của mình. Tránh cây gỗ ra để cho con nông dân không bị dắt. Chúng ta có thể thấy con bài và chim sẻ nắng cẩn thận chết con voi này giữa đường, khi con voi bây giờ không còn cơ hội nào để nếu nó quay đầu. Như vậy là xong rồi, không dám chọc dân của game thủ tiểu hiệp khi mà nông dân của Summerland đến 40 máu. Nhà tiểu hiệp đánh cung Nga, đánh cung thật. Như vậy thì sẽ có chiếc BL thứ hai, sẽ có chiếc BL thứ hai. Tiểu hiệp không có những tên đập dân ngay ngay trong giây phút đầu tiên, mặc dù con ngựa giò chưa có giáp. Chúng ta có thể thấy người Trung Quốc cực kỳ hiền lành, người Trung Quốc quá hiền lành và tốt bụng. À không, đập rồi, giờ thịnh lộ nó nổi lên rồi thì thôi táng luôn, không có nhiều. Chim sẻ nắng sẽ có một cái bài phải vẽ được trâu ruộng và sóc được hai nhà L đều. Nhà của game thủ tiểu hiệp mới đóng được hai nhà A, một nhà A bên trong nữa là ba. Có chọc kịp không? Không kịp. Vậy thì sẽ lại khó cho chim sẻ nắng để có thể đi vào nhà tiểu hiệp rồi. Ngựa giò cần phải vòng ra đằng sau, vòng ra đằng sau xem có cửa hậu để và chim sẻ nắng vào không. Lên đời là bằng khít nhau, không tranh nhau một tí tẹo là teo luôn. Đường kia kìa, kìa kìa, vào được không? Nhưng qua đấy là qua hai con sư tử. Chim sẻ nắng cần phải đi ngựa giò tốt hơn. Qua hai con sư tử này, chim sẻ nắng cần cần phải tụ chém vào trước, sau đấy hắn lao vào, lao một mình ngựa giò vào sẽ rất khó. Người chúng ta có thể thấy kia không được rồi, tiểu thủy hiệp đã bò bế xong, không thể đỡ nổi. Tiểu thủy hiệp bò bế quá nhanh, bây giờ thì sẽ là một bài mà chim sẻ nắng cần phải đóng thêm cái BL thứ ba và phải sóc được 3L để chống lại 4 nhà của game thủ tiểu thủy hiệp. Đóng một cái BS để ăn hoa một con voi, vẩy e bên trong, tên này phải vẩy e bên trong, vẩy e, vẩy vẩy vẫy vẫy. Ơ kìa, đạo một đâu đấy, nó phải vẫy chứ còn gì nữa. Vẩy tiếp nào, đúng rồi, vào rồi, tuyệt vời kìa, vào sâu, đút sâu vào, tên này đút vào, tuyệt vời rồi. Đây là 4-5 con chém của game thủ chim sẻ đi nắng, và bây giờ thì chim sẽ có cơ hội đi vào nhà của game thủ tiểu tử hiệp. Tên này nhà tiểu tử hiệp bung, chim sẻ nắng có lợi thế rất lớn. Chim sẻ nắng bây giờ anh đang bị cả tiểu thủy hiệp mà lấy dân là quẩy rồi. Tiểu thủy hiệp đúng là phong cách của người Trung Quốc, các anh rất hổ báo. Vâng, cứ thất thế cái là bắt đầu lôi dân là quẩy luôn. Và tiểu thủy hiệp đang bị chết khá nhiều dân cũng như chết khá nhiều quân trong tên này. Chim sẻ nắng cực kỳ lợi thế luôn, quá hay cho chim. Bây giờ thì có một con cung R đang móc máy vào nhà của chim, vẫn đang móc chim một cách khá khó chịu, nhưng mà chim cũng đã có một con chém sinh ra rồi. Nhà của chim tôi chỉ sợ bị móc máy thôi, khi mà chim giờ vẫn chưa có bánh xe và có lẽ còn lâu mới có thể lên được bánh xe, bởi vì cần phải sóc chém để đi lại nhà Summerian. Summerian vẫn đang có một cái bài sóc nhà A khá đều. Chim vẫn đang đi ở nhà Summerian một cách cực kỳ gay gắt với hai nhà L. Vâng, rất phú vàng, cần phải cắt dân làm gỗ về, cắt một thằng dân làm gỗ về vẽ ruộng, nhưng mà bây giờ thì dường như đang quá mất tay. Chính vì thế mà chim vẫn chưa làm được điều đấy. Không công được tên này, chim vẫn có thể công được tên sau, nhưng chủ yếu là lực nhà, làm sao phải khiến cho lực nhà game thủ tiểu tử hiệp phải cực yếu để cho tiểu tử hiệp không thể sóc đều những tên quân trong những tên tiếp theo nữa. Chúng ta có thể thấy cái tài chém quấy cái chim sẻ nắng quá khó chịu. Tiểu tử hiệp đã cực yếu rồi, chim sẻ nắng nhà thì vẫn còn nguyên ruộng, nhưng anh cần phải vẽ ruộng trâu bò hơn, cắt dân về vẽ ruộng. Nông dân có bánh xe chưa? Chúng ta cùng chuyển, chúng ta cùng nhìn xem
Nông dân của Chim Sẻ Nắng mà có bánh xe rồi sẽ rất tươi. Vâng, tham lai 30/36 của của chim. Vâng, chim đang khá to. Vâng, chim vẫn cứ to. Vâng, đánh solo với một người tiểu tử hiệp. Tiểu tử hiệp bé là cũng phải thôi, ai bảo anh lấy cái tên là tiểu. Vâng, lần sau chim đánh người chim phải lấy cái tên là đại chim. Vậy nghe nói phũ. Đánh nghe tên chim sẻ đi nắng thực sự là cái tên chim sẻ nắng thực sự là nó cũng hơi liều tều một chút. Bây giờ thì chim vẫn đang khiến cho nhà tiểu tử hiệp quay như trong trống. Vâng, không thể làm gì được chim. Những kích chém của chim vẫn đang khiến cho nhà tiểu tử hiệp vào trong cái tình thế bị động liên tục. Vâng, nông dân đã sửa là chém nông dân không nói nhiều. Vào rồi, vào, vẫn chưa vào. À, chém để cho chạy ra, giời ơi, liều tiều vậy. Chém để vào, chém chạy ra, bãi quả kìa, bãi quả tiểu hiệp đang ăn. Bãi quả tiểu hiệp đang ăn. Chắc chắn, ta cùng chờ đợi. Xem bãi quả tiểu hiệp có ăn không. Chim trận đấu này, chim khuyên chặt. Ruộng còn nguyên. Và ruộng nương là còn nguyên. Và số lượng chém của chim sẻ nắng vẫn đang tích được là quá đông. Bây giờ thì chim anh cần phải quẩy lên một tơn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi khi mà chim đang có những tơn dừng hình chiến thuật để cho khán giả có những tơn hồi hộp ngồi chờ đợi. Tôi cũng rất hồi hộp, chim cũng rất hồi hộp. Không biết là bây giờ đang chạy như thế nào rồi. Cực kỳ hồi hộp luôn. Hồi hộp chưa? Chim sau một tơn đã rút ra rồi thì bây giờ chim phải chăng là đang dừng hình một chút, rút ra và thở, xong sau đấy mới đút vào tiếp được. Chứ không mệt lắm. Đấy ơi. Đấy, nó chạy hình rồi. Sau một tơn rút ra vì quá mệt. Vâng, lòn vòn trong nhà của tiểu tử hiệp quá mệt rồi thì bây giờ chim lại đút vào. Đút vào thành công không? Đút vào. Ôi ơi. Trong, vâng, khe này hơi bé. Và chim thì lại đông chém quá. Như vậy thì chim sẽ phải tìm cách khác, cô lập nhà Samurian. Nhà mình sẽ phải chóc trâu chém và sau lấy nhảy 4 lên đánh chém vàng. Thế thôi là xong. Vâng, quay trở lại màn hình máy của đại chim. Vâng, đại chim vẫn đang có một kích chém khá to. Bây giờ thì nhà của tiểu hiệp vẫn đang bị đại chim cô lập một cách quá gay gắt. Vậy em trong đại chim. Ơi giải ơi. Đại chim đánh thế này hơi liều tiều. Tiểu hiệp sẽ có những cái tơn tiểu hiệp đứng bên trong bắn ra. Tiểu hiệp vẫn đang khá to mồm đứng bên trong. Và đố đại chim vào đây. Rất gấu. Tiểu hiệp đang ngồi bên Thượng Hải. Và tiểu hiệp vẫn đang hô rất to. Là đại chim vào đây. Rất gấu. 38/40 bây giờ thì chém e đại chim. Ơ kìa. Ken e đại chim vẫn đang muốn có một tơn ken e. Nhưng cái khe đấy rất bé để cho rất bé để chim để game thủ đại chim có thể chui được vào. Vâng. Lấy cái tên đại chim thì nhiều khi nó khác. Rồi vào rồi đại chim. Đại chim đã vào. Một tơn phải e quá hay của đại chim. Kết thúc đi đại chim. Vâng, vào ruộng nhà của tiểu hiệp thôi. Nhà tiểu hiệp đúng là cái tên tên nào thì nhà đấy. Vâng, tiểu hiệp thì nhà bé mà đại chim thì nhà cực to. Tuyệt vời, vẩy e liên tục. Những tơn vẩy e khá hay của game thủ đại chim. Nâng cấp cả chặt gỗ rồi. Đen bé để cho những con chém ra. Đại chim đang cực bay với một cái bài cầm choi son sóc trâu chém. Đừng đùa với đại chim. Đại chim bây giờ là chém 4 rồi. Cẩn thận một tơn đổi nhà đại chim. Nhà mình đang to. Không thể để cho nhà người ta bé đi xíu thế kia người ta đổi nhà được. Chim đại chim mới cần phải rút hết quân về. Rồi, nào chốt e vào những cái chỗ cần thiết. Ôi xà, nông dân của tiểu hiệp. Nông dân của tiểu hiệp chạy nhông kèn. Kìa, người ta đổi nhà. Chốt một cái, hai cái cho nó chắc cú. Này, chỗ này, thôi chết rồi rồi. Vì một con cung lọt vào rồi. Ngay đi về nhử môi vào giữ khách. Chim, đại chim bây giờ đã rút hết chém vào trong. Cần có một con chém vào trong để có thể thủ nhà trong tơn này. Đại chim vẫn đang khá bay với một bài cầm chơi son. Rồi, xong rồi. Đã xong. Cần phải sóc con ngựa giò đại chim. Đại chim. Sóc con ngựa giò thịt đang khá nhiều rồi. Kìa, đại chim. Sóc con ngựa giò. Vâng, chúng ta hãy cùng chuyển cùng chuyển sang màn hình máy của đại chim thôi.
Khi mà bây giờ thì đại chim sẽ không sóc ngựa dò thì đại chim lại nhăn nhở rồi. Vừa động viên được câu đại chim rất ít khi nhăn nhở, nhưng một khi nhăn nhở là theo tham đè 90-10 vẫn có thể bị bật ngược. 42/64 là tham của đại chim. Thôi đại chim có lẽ anh cần phải kết thúc trận đấu ngay thôi, nhanh thôi, sớm thôi. Sóc dần đi, sóc ngựa dò đại chim, đúng rồi, sóc hai con. Dạ, sóc một con làm gì, sóc hai con ngựa dò luôn đại chim. Alo. Vâng, mà như vậy là đại chim đã chiến thắng trước tiểu hiệp đây rồi. Quá nhanh chóng, quá đơn giản. Một bài mà đại chim đã thi đấu cực kỳ xuất sắc. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi để chuyển luôn sang kèo thi đấu 4-4 giữa Thái Bình và Hà Nội thôi. Khi mà đại chim mình đánh quá nhàn trong ngày giao hữu, trong buổi giao hữu ngày hôm nay với các cao thủ Trung Quốc. Chúng ta hãy cùng chờ đợi để sang với kèo Thái Bình và Hà Nội vẫn đang quá gay cấn và kịch tính. Lúc hết trận thì cả trận không sao.